Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 24 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số dự án luật quan trọng và biểu quyết thông qua luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, quận Ngô Quyền chuẩn bị di rời các hộ dân ra khỏi các chung cư Vạn Mỹ đã xuống cấp. Chỉ còn 2 ngày nữa, hơn 25.000 thí sinh thành phố Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội biểu quyết thông qua luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Điều hành phiên họp sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi cùng với dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi đã được gửi đến đại biểu Quốc hội. Các đại biểu tham gia biểu quyết đạt tỷ lệ 94,25% thông qua luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phân tích đánh giá sâu sắc thực tiễn tình hình, những tồn tại vướng mắc và đề xuất phương án chỉnh lý hoàn thiện nhiều nội dung, nhiều điều khoản của dự thảo luật, kể cả về kết cấu, khái niệm, thuật ngữ, nội dung, văn phong và kỹ thuật lập pháp. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và thảo luận ở hội trường về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Các đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng để khắc phục những bất cập hạn chế của luật hiện hành, thể chế hóa chủ trương của Đảng về việc sửa đổi bổ sung các luật về thuế, phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và áp dụng mức thuế suất hợp lý. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 bằng hình thức biểu quyết điện tử với tỷ lệ đạt 94,25%. Như vậy, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 với tỷ lệ tán thành cao. Ngày mai, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Sau đó, thảo luận về dự án luật công chứng sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Lập chủ trì cuộc họp cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân thành phố trình kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân. Dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tới, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày diễn ra kỳ họp không còn nhiều, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Lập cho rằng những dự thảo, nghị quyết, hồ sơ, tờ trình được xem xét thông qua tại kỳ họp này nhằm giải quyết công việc cấp thiết phát sinh từ tình hình thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế xã hội thành phố. Đồng chí khẳng định, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với nội dung trình kỳ họp. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, công trình thu hồi đất là nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trung tâm chính trị hành chính Bắc Sông Cấm, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng chí đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân thành phố cần phối hợp với các sở ngành địa phương được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ, tờ trình, cần khẩn trương hoàn tất những phần việc còn lại để bảo đảm các nội dung trình kỳ họp đạt chất lượng, đúng thủ tục, trình tự, theo luật định, góp phần làm tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp thứ 17 diễn ra thuận lợi. Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bùi Đức Quang chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam.
vui mừng phấn khởi về những kết quả mà thành phố đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, cơ bản thống nhất với nội dung chương trình dự kiến của kỳ họp thường lệ giữa năm. Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Đại diện các cử tri cũng tham gia ý kiến về lĩnh vực chỉnh trang đô thị, xây dựng công viên cây xanh, điện chiếu sáng, cải tạo nâng cấp một số tuyến đường về hè, bảo đảm mỹ quan đô thị, đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, một số thành viên cùng tham gia ý kiến vào nội dung của các đề án trình tại kỳ họp này, như chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng, miễn giảm một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng, liên quan tới việc chuyển đổi các loại giấy tờ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện xã. Trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đối với sự phát triển của Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bùi Đức Quang nhấn mạnh, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp thu cao nhất các ý kiến tham gia, kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan điều chỉnh, sớm hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm. Đối với những ý kiến liên quan đến cơ chế chính sách an sinh xã hội, bảo trợ, khuyến học, khuyến tài, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố giao Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố rà soát đánh giá hiệu quả những nghị quyết do Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành, góp phần để những nghị quyết trên thực sự đi vào cuộc sống. Sáng nay, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được lan tỏa sâu rộng và đã thu được những kết quả quan trọng. Đến nay, toàn thành phố có hơn 604.000 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,6%. Các gia đình văn hóa tiêu biểu chính là hạt nhân đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình truyền thống. Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, củng cố sức mạnh gia đình, tế bào của xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của đất nước, sự phồn thịnh của quốc gia. Dịp này, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Hải Phòng cũng đã trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố cho đại diện 216 hộ gia đình trên địa bàn. Với mục đích mở rộng thị trường tiêu thụ cho các mặt hàng nông sản đặc trưng thế mạnh của Hải Phòng ra các địa phương khác và bằng nhiều kênh phân phối hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai tỉnh thành phố Hải Phòng và Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Thương mại Yêu Môn Hải Phòng Lê Chân vừa tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, ký kết biên bản ghi nhớ về việc phát triển thị trường sản phẩm nông lâm thủy sản giữa hai địa phương. Lâm Đồng hiện có 390.000 ha đất nông nghiệp, với khí hậu ôn hòa, mát mẻ, đất đai màu mỡ, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp với các cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao như cà phê, bơ, chè, các loại hoa. Hiện nay các loại rau củ quả của Đà Lạt, Lâm Đồng đã xuất hiện khá phổ biến trong các siêu thị, trung tâm thương mại tại nhiều địa phương, trong đó có Hải Phòng. Tuy nhiên, các loại nông sản khác thì chưa nhiều. Lâm Đồng là một tỉnh nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu của cả nước. Đối với các sản phẩm như đặc trưng như là rau, hoa, năm nay thì đặc biệt là trái bơ. Thì chúng tôi rất mong muốn là các sản phẩm đặc trưng như vậy mở rộng ra thị trường của thành phố Hải Phòng và cũng như là thị trường của cả nước. Hải Phòng dù là thành phố công nghiệp, du lịch dịch vụ, nhưng lĩnh vực nông nghiệp vẫn rất được quan tâm, có nhiều sản phẩm đặc trưng, nổi tiếng, được người tiêu dùng đánh giá cao, có thể mở rộng thị trường tiêu thụ tại nhiều địa phương như nước mắm, bánh đa đỏ, cá mỏi kho, chả dươi, chả chìa. Vì vậy, từ những chương trình xúc tiến thương mại giữa Hải Phòng với các địa phương đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp được gặp gỡ, kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Trung tâm Thương mại Yêu Môn Hải Phòng Lê Chân cũng cam kết hỗ trợ tối đa để các sản phẩm nông sản đáp ứng đủ các điều kiện của Hải Phòng và Lâm Đồng được bày bán trong hệ thống. Cái nhu cầu của người tiêu dùng Hải Phòng rất là lớn đối với các sản phẩm nông sản, đặc biệt là những cái sản phẩm đặc trưng mỗi cùng vùng miền. Do vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những cái sản phẩm kể cả của Hải Phòng hay của Lâm Đồng mà đạt được những cái tiêu chuẩn như là về tiêu chuẩn OCOP, để chúng tôi có thể bày bán và phục vụ khách hàng và luôn luôn ưu tiên những cái vị trí trưng bày đẹp nhất để những cái nông sản đấy có thể vào được với Yon.
hội nghị xúc tiến thương mại giữa hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, mở ra cơ hội đưa các sản phẩm nông sản đặc trưng, thế mạnh của mỗi địa phương thâm nhập thị trường của nhau và được xuất hiện trong hệ thống phân phối lớn nhất hiện nay, từ đó góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm, nâng cao được giá trị và hiệu quả cho các sản phẩm nông sản. 6 tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp nhận được nhiều đơn đặt hàng để sản xuất, đồng thời thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo quy định, ghi nhận của phóng viên thời sự. Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc này hiện sử dụng khoảng 1.300 lao động, chủ yếu lắp ráp sản phẩm tai nghe không dây xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Hoa Kỳ. Với 3 nhà xưởng đang hoạt động tại khu công nghiệp An Dương, doanh nghiệp đang duy trì hơn 10 chuyến sản xuất, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong quý 1 và quý 2 năm 2024, thì số lượng đơn hàng đã ổn định, hàng tháng trung bình hàng tháng đều ổn định và tăng trung bình so với lại cùng quý năm 2023 là 30%. Quý 2 năm nay, công ty đã mở thêm 3 chuyến sản xuất với số lượng công nhân viên tăng thêm khoảng 300 người, trong đó gia tăng nhu cầu tuyển dụng các kỹ sư có năng lực trình độ. Dự kiến từ nay tới cuối năm, doanh nghiệp có thể còn tiếp tục mở các chuyến sản xuất mới. 6 tháng cuối năm, số đơn hàng mà công ty đã nhận được thì cũng tương đối ổn định. Đặc biệt là quý 3, sản lượng sản xuất của quý 3 so với lại quý 2 thì cũng tăng khoảng tầm 20%. Theo công ty, từ nay tới cuối năm có thể tăng tuyển dụng lao động đạt khoảng 700 người. Trong đó, số lượng công nhân viên kỹ thuật tại công ty sẽ tăng khoảng 50 người. Hiện nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp An Dương và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đang ghi nhận kết quả kinh doanh có chiều hướng tích cực. Các đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thành phố đối với công tác tuyển dụng lao động, nhất là lao động đã qua đào tạo. Trong phần tiếp theo của chương trình, thực hiện chỉ đạo của thành phố, quận Ủy Quyền chuẩn bị di dời các hộ dân ra khỏi các chung cư bản bị đã xuống cấp. Chỉ còn 2 ngày nữa, hơn 25.000 thí sinh thành phố Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, quận Ngô Quyền đang triển khai kế hoạch về việc di dời các hộ dân ra khỏi các chung cư nguy hiểm có nguy cơ sập đổ tại phường Vạn Mỹ về các chung cư thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư HH1, HH2, Đồng Quang Bình. Trên cơ sở phân loại hồ sơ tại 9 chung cư Vạn Mỹ, có khoảng 1.209 trường hợp cần thực hiện bố trí, sắp xếp. Trong đó, quận dự kiến sẽ di dời trước 682 trường hợp có hợp đồng thuê nhà chính chủ, đầy đủ hồ sơ, bố trí về tái thuê tại chung cư HH1, HH2, phường Đồng Quốc Bình. Bà Nguyễn Thị Nhuận đã sống hơn 40 năm tại lô A8, chung cư cũ Vạn Mỹ. Thường trực nỗi lo lắng về sự xuống cấp của căn hộ, đe dọa tính mạng các thành viên trong gia đình, nhất là mỗi mùa mưa bão tới. Do đó, bà rất vui mừng và là một trong những hộ đầu tiên đồng thuận di rời khỏi chung cư này. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, vì nhà nó xuống cấp quá nhiều, đi vệ sinh cũng phải đội nón. Thế rồi nhiều lần bê tông rơi xuống, rất là may là không vào người tôi. Cho nên khi mà chính quyền địa phương làm cái thủ tục di rời thì tôi thấy rất là phấn khởi, nhiều người phấn khởi, không phải riêng một mình tôi. Mong muốn đi nơi ở mới là thật là nhanh chóng. Khu chung cư Vạn Mỹ gồm 10 lô nhà tập thể từ A1 đến A9 và A17, cao 5 tầng. Được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Tính đến hôm nay, 24 tháng 6, quận đã hoàn thành kiểm kê đối với 157 trên 682 hộ đồng thuận di chuyển. Chúng tôi cũng đã cùng với phường Vạn Mỹ tổ chức 4 cuộc công khai kế hoạch của Ủy ban nhân quận, rồi công khai cái thông báo về chính sách di rời bồi thường hỗ trợ, rồi chính sách về bố trí sắp xếp các hộ về HH1, HH2 ở Đồng Ngũ Bình. Và đồng thời với đó thì thời điểm này thì đang tập trung cho cái việc kiểm kê, kiểm đếm, xác nhận cái khối lượng của các hộ đồng thuận di rời. Đối với các trường hợp như không có hợp đồng thuê nhà chính chủ, chưa đồng thuận di rời về các khu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại thời điểm này, căn cứ trên cơ sở thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét bố trí tạm cư, tạm lánh để bảo đảm an toàn cho người dân trong giai đoạn các dự án nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ theo nghị quyết 04 của Hội đồng nhân dân thành phố chưa hoàn thành.
Đấu giá quyền sử dụng đất ở là nguồn thu chính của các địa phương để đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, không ít dự án đấu giá đất bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, việc điều chỉnh dự án được xem là một trong số những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm cho dự án được triển khai. Năm 2018, khu vực này được quy hoạch để phục vụ cho dự án đấu giá quyền sử dụng đất 5,4 hectare tại phường Thành Tô, quận Hải An. Thế nhưng gần 6 năm qua, dự án vẫn chưa thể triển khai. Nguyên nhân là trong số 64 hộ gia đình cá nhân, vẫn còn 24 hộ chưa đồng tình và bàn giao mặt bằng. Rất là mong là các tổ chức cá nhân có liên quan cũng sớm ủng hộ dự án bàn giao mặt bằng. Địa phương chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với các đơn vị để thực hiện dự án một cách nhanh nhất. Để tháo gỡ khó khăn trong việc thu hồi đất, thực hiện dự án trên, mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số 16 về bổ sung điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024. Trong đó, đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất 5,4 hectare tại phường Thành Tô sẽ điều chỉnh tên thành dự án chỉnh trang đô thị. Bước 1 là quận cũng đã thiết lập hồ sơ cưỡng chế rồi, gửi xin ý kiến 3 ngành thành phố và đã có thành phố rồi. Thì thành phố đã có cái chỉ đạo đổi tên cái dự án và đã đổi tên từ dự án đấu giá thành dự án chỉnh trang đô thị. Thì hiện nay quận đang thiết lập hồ sơ để tiến hành chuẩn bị xin ý kiến lại 3 sở lần nữa, sau đó báo cáo thành phố và sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Mặc dù phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhưng thời gian qua, không ít dự án đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khi thực hiện các thủ tục thu hồi đất do không được quy định rõ trong luật. Trong khi, theo luật đất đai năm 2013 và tới đây là luật đất đai năm 2024, thì dự án chỉnh trang đô thị thuộc một trong các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng. Vì vậy, việc điều chỉnh tên dự án sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần tháo gỡ những nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ còn 2 ngày nữa, hơn 25.600 thí sinh thành phố Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Hội đồng thi số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thành lập 45 điểm thi với 1.090 phòng thi chính thức, 45 phòng thi dự phòng và 70 phòng chờ. Chiều nay, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị, những thông tin cần lưu ý về kỳ thi năm nay. Cảm ơn ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự. Thưa ông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Vậy thì xin ông có thể nói rõ hơn về điều này được không ạ? Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng thực hiện chương trình 2006. Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 thì Bộ Đào tạo cũng đã ban hành thông tư số 02 có một số cái điểm mới trong kỳ thi này, và tất cả các cái thông tư trước đây thì được hợp nhất thành văn bản hợp nhất 01, có đầy đủ các cái điểm, các quy chế để mà điều hành chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 này. Thì trong đó có một số cái điểm mới. Thứ nhất là cái việc đăng ký thi tốt nghiệp các môn thi thì trong quy chế nó rõ ràng hơn, cũng thuận lợi hơn cho các em học sinh đăng ký dự thi. Thứ hai là cái việc mà các chứng chỉ miễn bài thi môn ngoại ngữ thì được mở rộng hơn. Ngay cả cái việc em thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc của Việt Nam, bậc 3 trở lên, thì các em đã được miễn bài thi ngoại ngữ rồi. Đặc biệt là trong quy chế năm nay thì Bộ có quy định trong thông tư rất rõ là các vật dụng cấm mang vào phòng thi. Và một số điểm mới nữa liên quan tới kỹ thuật, như là khâu ra đề, khâu coi thi, khâu chấm thi rất là rõ ràng. Và những điểm mới này rất là dễ thực hiện cho kỳ thi của năm nay. Là năm cuối cùng thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, vậy thì điều này tác động như thế nào đến việc đăng ký chọn lựa các trường đại học của các thí sinh ạ? Về kỳ thi tốt nghiệp mà trung học phổ thông năm 2024, thì về phương thức, về cách thi cơ bản là giữ nguyên như những năm trước. Và như những năm trước có nghĩa là các em thực hiện 4 bài thi, và trong 4 bài thi này có bài thi tổ hợp. Nhưng thực chất là các em dự kỳ thi tốt nghiệp này là các em tham gia thi tới 6 môn. Khi mà các em tham gia thi tới 6 môn thì các cái tổ hợp mà lựa chọn
và các trường đại học cũng sẽ nhiều lên do tính chất ổn định của kỳ thi và cái phương thức tuyển sinh đại học của các trường đại học cũng cơ bản được giữ như những năm trước, cho nên là kỳ thi này thì các em cũng thuận lợi là nó đã quen của những kỳ thi năm trước đây và cách làm, cách tuyển sinh của các trường đại học. Nếu như có thí sinh nào, có học sinh nào mà các em chưa đỗ được đại học của năm nay, cao đẳng của năm nay mà các em phải chờ đến kỳ thi của năm sau 2025 thì nó sẽ khó khăn hơn cho các em. Ở chỗ là một là các em phải thi theo chương trình mới 2018. Thứ hai là phương thức thi thì là thi 4 môn thôi, không còn là 6 môn nữa. Vì thế mà cái số tổ hợp môn nó sẽ ít. Thì rất mong rằng các em thí sinh cố gắng để chúng ta đạt điểm cao và đỗ được vào cái trường như các em mong muốn. Vâng, chỉ còn 2 ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức bắt đầu. Không biết là công tác chuẩn bị của ngành giáo dục đào tạo Hải Phòng cũng như là sự phối kết hợp giữa ngành giáo dục với các đơn vị liên quan đến thời điểm này như thế nào? Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo và tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Mấy tháng vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã công bố và hướng dẫn cái kỳ thi của năm nay, kỳ thi tốt nghiệp. Và với cái hướng dẫn và quy chế đó thì về phía Ban Chỉ đạo thi thành phố và Hội đồng thi 03 của Sở Đào tạo cũng đã chuẩn bị đến thời điểm này. Thì cái sự phối hợp của Sở Đào tạo với các sở ban ngành, Ban Chỉ đạo thi các quận huyện thì đã cơ bản. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của các điểm thi cũng đã hoàn thành. Đặc biệt là với ngành công an thì Ban Chỉ đạo thi thành phố đã chỉ đạo rất là sát. Theo như rà soát thì có mấy thí sinh sẽ phải tham gia tại phòng thi đặc biệt và cái công tác chuẩn bị đối với những phòng thi đặc biệt này như thế nào? Thì đến thời điểm này có tới 7 thí sinh liên quan đến sức khỏe của em. Thì để đảm bảo thật tốt cho cái việc mà tinh thần cho các em cũng như là điều kiện tốt nhất cho các em tham gia thi kỳ thi này. Thì đối với các em bị gãy tay phải không ghi chép được thì sẽ bố trí những phòng thi đặc biệt. Trong đó có camera giám sát, có máy ghi âm và có các thầy cô hỗ trợ để ghi bài cho các em. Với các em thí sinh mà phải đeo máy trợ thính hoặc là máy trợ tim thì ngành giáo dục đào tạo cũng đã phối hợp với ngành công an để mà kiểm tra các thiết bị đảm bảo an toàn cho các em mang vào phòng thi để các em được sử dụng các thiết bị này khi trong quá trình các em tổ chức thi. Còn với các em mà bị gãy chân thì về phía ngành cũng đã trao đổi tạo điều kiện với ngành y tế, với phụ huynh và với các điểm thi đó để làm sao tạo điều kiện đưa các em vào phòng thi tốt nhất để các em có được cái kỳ thi an toàn. Vâng, có thể thấy là cả một quá trình dài ngành giáo dục đào tạo Hải Phòng đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, bên cạnh đấy còn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành và địa phương liên quan và hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó thì Hải Phòng sẽ có một kỳ thi an toàn và đúng quy chế. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự và có những thông tin rất hữu ích trong kỳ thi năm nay. Tổng đài 1022 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với VNPT Hải Phòng thực hiện sẽ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đây là kênh thông tin đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện công cuộc chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng. Người dân, doanh nghiệp, tổ chức có thể gọi điện thoại trực tiếp đến Tổng đài 1022 qua số điện thoại 0225 1022 để được giải đáp nhiều nội dung liên quan đến sự cố hạ tầng kỹ thuật, nội dung phát sinh trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Những nội dung đã có chỉ đạo của lãnh đạo thành phố nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Là điện thoại viên thì chúng tôi tiếp nhận những cái phản ánh này, những cái kiến nghị của các cá nhân, rồi tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng để qua phản ánh qua tổng đài 1022 Hải Phòng đến chuyển đến những cái cơ quan ban ngành sở liên quan để hỗ trợ và xử lý cho người dân. Tổng đài 1022 Hải Phòng là nền tảng ứng dụng tập trung được phát triển trên hạ tầng và công nghệ của VNPT với sự tham gia điều hành trực tiếp của Ủy ban Nhân dân thành phố, VNPT Hải Phòng và sự phối hợp hỗ trợ của các sở ban ngành thành phố. Các nhà mạng phối hợp tuyên truyền qua cái hệ thống tin nhắn tới người dân về cái tác dụng của cái tổng đài 1022, hay là chúng tôi có xây dựng những cái market để truyền thông trên các trang mạng xã hội hay là tại các điểm một cửa, điểm tiếp dân của các quận huyện cũng như các phường xã.
Về mặt hạ tầng kỹ thuật thì chúng tôi bố trí đầy đủ nhân lực để tiếp nhận cái ý kiến phản ánh của người dân qua hệ thống tổng đài hay là các hệ thống trang web, đường truyền cũng như là cái tiêu chuẩn của cái hệ thống tổng đài thì chúng tôi đảm bảo theo cái tiêu chuẩn đã được cam kết trong cái hợp đồng với văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Sau khi tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu thắc mắc hoặc phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, tổng đài sẽ trở thành cầu nối, gắn kết, đưa tiếng nói, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đến chính quyền thành phố một cách thuận tiện, hiệu quả nhất, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, được chọn là đơn vị tổ chức điểm. Đến thời điểm này, huyện An Dương đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức lễ ra mắt vào ngày 1 tháng 7 tới. Để chuẩn bị lễ ra mắt, huyện An Dương dự nguồn 393 đồng chí tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 131 thôn tổ dân phố sẽ được cấp trang phục, huy hiệu, phù hiệu, giấy chứng nhận, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị cần thiết tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo đúng quy định. Trong thời gian qua, mặc dù thời gian rất gấp, công an huyện đã tích cực tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ban hành và chỉ đạo kế hoạch về tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của huyện An Dương. Thế và theo hướng dẫn của cấp trên thì việc bố trí nơi làm việc, thế rồi là trang cấp các cái trang thiết bị cần thiết phục vụ cho lực lượng này hoạt động thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang tích cực đề xuất sau ngày 1 tháng 7 là có thể vào hoạt động được ngay. Công an huyện An Dương cũng đã triệu tập 90 cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, đồn công an, 33 đồng chí công an xã và hơn 250 lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở phục vụ công tác diễn tập, diễu hành, biểu dương lực lượng và nhiều phương tiện tham gia xử lý 3 tình huống về an ninh trật tự. Trong cái lực lượng an ninh bảo vệ mà tiến tới thành lực lượng an ninh bảo vệ cơ sở đấy, của cơ sở đấy thì cái trách nhiệm nó sẽ là cao hơn, bởi vì lực lượng càng đông thì là mình bố trí công việc nó tốt hơn, mà điều động lúc bây giờ là phải cần nhiều người tham gia tích cực để đảm bảo cho cái việc an ninh trật tự cũng như cái công việc của huyện cấp trên yêu cầu là phải có mặt mà phải nhiệt tình. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 tới, quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ và bồi dưỡng cho người tham gia lực lượng này. Theo đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định, được hỗ trợ và bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền, hoặc khi được điều động để thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2024, tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng, giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ U19, U23 và vô địch Đông Nam Á 2024 sẽ chính thức diễn ra. Hiện các vận động viên của đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Tham gia tranh tài tại giải sẽ có hơn 500 vận động viên đến từ 7 quốc gia Đông Nam Á, trong đó đoàn vận động viên Việt Nam có lực lượng đông đảo, với hơn 300 vận động viên thuộc các đội tuyển U19, U23 và đội tuyển Rowing quốc gia. Được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế lớn, nhưng các vận động viên của đội tuyển Việt Nam không hề chủ quan, đặt quyết tâm cao cho giải đấu lần này. Tất cả mọi người trong đội hiện tại đang đặt với mục tiêu và quyết tâm rất là cao là sẽ là chinh phục là rất nhiều những cái huy chương cao nhất. Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, khả năng chuyên môn của các vận động viên đội tuyển Việt Nam được đánh giá tốt và khá đồng đều. Chúng ta có nhiều vận động viên thi đấu tốt tại nhiều giải đấu. Đội tuyển Việt Nam mạnh và tôi hy vọng các bạn đạt kết quả tốt trong giải đấu lần này. Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ U19, U23 và vô địch Đông Nam Á 2024 sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 tới đây. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ khép lại chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.
phía Bắc thành phố nhiều mây có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Phía Nam thành phố nhiều mây có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ C. Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4.